Đấy, thấy không? Thời đại 1.0 rồi, làm gì phải có chuyện vất vả quét nhà, dọn dẹp bất cả buổi. Chỉ cần một cú chạm tay trên điện thoại thì là văn phòng tự sạch. À. Không nói nhiều hơn, đấu kiếm ơi, đấu kiếm. Đi gọi văn phòng đi, vừa như chỗ chỗ nó ngồi để đấu kiếm. Thì bẩn như mày, không thể cả văn phòng ra ai đang bận, mỗi bọn mày ngồi chơi đấu kiếm nhỉ. Đi dọn văn phòng ơi. Dạ. Ê, đứng dậy. Chị cứ ra ngoài kia đợi đi, tí bọn em ra bọn em dọn. Bảo mày đi rách việc nhỉ. Ờ thật, chả hiểu sao phải đi dọn phòng luôn. Đằng nào bọn mình cũng là cây đa cây đề. Ờ đúng như này. Làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi, trong khi đó nhân viên mới đến chả làm ăn cái gì, cứ suốt ngày ngồi nghịch điện thoại. Này không được, bây giờ là phải bảo các nhân viên mới ra đây dọn phòng đi. Nhưng mà có sợ đâu nghe lời không? Sợ cái gì, mình là đàn anh cơ mà, mình phải gồng lên. Mày nhìn tao mà học tập đây này, mày làm trước đây dọn. Vì Vì em có đang bận gì không? Không thấy em đang bận à? Thôi gồng lên, gồng lên. Em nó bận. Thế ra đây anh nhờ một tí rồi em bận tiếp được không? Biết gì không ạ? Nhìn cái mặt nó nghiêm trọng quá, thôi anh em mình làm đi. Biết thêm gì người đi. Tao mày phải dọn à? Thư đâu nhở? Đợi anh tí. Thư ơi! Dạ. Vào đây em. Này, anh hỏi tí là bây giờ bọn em vào đây được bao lâu rồi nhỉ? Đúng đấy. Như 3-4 tháng. Chắc tầm đấy ạ. 3-4 tháng? Ừ, tháng anh chưa thấy cái lần nào mày tổng vệ sinh cái văn phòng này à? Đúng. Em thấy văn phòng đi ấy, bừa bãi các thứ này. Bừa bộn. Mà lại không biết dọn đi à? Không được. Em tưởng đấy là việc của các anh. Bình thường nó là việc của các anh. Thế nhưng mà với một cái trọng trách, cái trách nhiệm to lớn như này thì bọn anh quyết định là bọn anh sẽ nhường nó cho các em. Đúng. Các em hiểu chưa? Rồi đấy, bây giờ mấy đứa kia bán nhau xem dọn phòng đi. Giờ kia đi. Cố lên nhá, tại vì là nếu như mà môi trường nó mà không sạch thì bọn anh cũng không thể nào sáng tạo được, các em hiểu không? Không biết là Hà Nội bây giờ đang ô nhiễm bụi. Đúng rồi, bụi lắm rồi em ạ. À. Đúng rồi đấy. Đúng kiếm. Này, anh nói thật với em nhé, tinh thần như thế là không được. Có cả cái hectare này mà không dọn được. Anh nói thật với em là bằng tuổi em ấy, là anh đã dọn hết cả cái Thái Hà rồi. Wow. Bọn em chân yếu con gái, chân yếu tay mềm. Thế bây giờ có dọn được không? Không. Không để tôi. Okay. Bây giờ này nhá, anh có một giải pháp cho em. Là anh giúp em dọn phòng rất nhanh, không cần tốn sức mệt mỏi. Thế nhưng mà có một điều kiện. Đó là 50% lương tháng này của em, bọn em là phải chuyển cho anh vào chiều. Coi như là công sức của anh thôi. A few moments later. Chốt nhá, bây giờ để anh. Ok, sách hết rồi. Gà vào phòng này mình lấy tiền rồi. Đây. Ui. Đây chính là giải pháp. Đây là robot hút siêu thông minh Neato. Xịn đấy. Bây giờ nhá, để anh giới thiệu cho em về con robot này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải nhớ rằng là ở Việt Nam thì chỉ có duy nhất Việt Nam Robotics mới là đơn vị phân phối độc quyền và chính hãng những robot thông minh Neato. Và đương nhiên là khi mua hàng chính hãng thì chúng ta cũng sẽ có bảo hành và được chăm sóc khách hàng tốt hơn. Với một thiết kế nhỏ gọn, thông minh và kiểu dáng chiếc đế độc đáo thì sẽ giúp tiếp cận chân tường tốt hơn. Và đồng thời là với kích thước chổi lớn, Neato sẽ giúp làm sạch nhanh hơn gấp 4 lần so với các robot hình tròn khác. Nhưng mà tính năng và công nghệ bên trong mới thực sự đáng chú ý. Máy sử dụng hệ thống quét laser smart thế hệ mới, robot thì sẽ tự động định vị và thiết lập bản đồ cũng như dẫn đường thông minh tối ưu. Và đương nhiên là máy sẽ hoạt động tốt ở cả trong môi trường thiếu sáng và sẽ không bỏ sót các vị trí trong quá trình làm sạch như là với các loại robot khác. Neato D6 Connected thì sẽ cho phép các bạn lưu 3 bản đồ mặt bằng khác nhau. Điều này thì có nghĩa nếu như nhà bạn có nhiều hơn một tầng làm sạch hoặc là nhiều hơn một phòng thì các bạn sẽ có thể thiết lập từng phòng một. Bạn cũng có thể thiết lập tường ảo thông minh và lên kế hoạch cho những phòng này. Với chức năng tường ảo thông minh No-Go Line thì bạn sẽ có thể cho phép robot của mình biết nơi mà nó không đi vào. Đường ranh giới ảo này thì sẽ giúp các bạn dễ dàng thiết lập bản đồ cho ngôi nhà của mình. Cảm biến chống rơi cũng là một trong những điểm ưu việt. Ở những địa hình như là cầu thang thì máy sẽ có thể tự động cảm biến. Cùng với đó là khả năng hoạt động trên nhiều bề mặt khác nhau do có thể vượt những vật cản. Với công nghệ làm sạch Spin Flow Power Clean thì Neato D6 Connected sẽ trở thành một trong những loại máy hút bụi có lực hút lớn nhất. Điều này thì nhờ vào thiết kế đặc biệt tạo dòng khí xoáy, động cơ hút, ngăn đựng rác lớn cũng như là chổi chính lớn.
Thùng rác lớn và máng hút lớn thì cũng là điểm khác biệt so với các robot hình tròn khác. Ở cạnh máng hút thì cũng sẽ được trang bị thêm màng lọc HEPA giúp robot có thể xử lý tốt bụi mịn ion và các chất dị ứng trong bộ không khí. Các bạn cứ tưởng tượng là khi mà chúng ta sống và làm việc trong những đô thị lớn như là Hà Nội thì chúng ta sẽ phải tiếp xúc rất nhiều với bụi mịn và không khí ô nhiễm, thì màng lọc HEPA sẽ giúp hút sạch những loại bụi này mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Một điểm mới ở D6 Connected đó chính là chức năng sạc nhanh Quick Boost. Với chức năng này thì thực sự như thế nào? Các bạn cứ tưởng tượng là ví dụ như nhà bạn có diện tích là 250m2 thì D6 Connected sẽ hoàn thành được khoảng 200m2 và hết pin, nó sẽ tự động quay về dốc sạc và sau đó khi sạc rồi nó sẽ tự động quay trở lại để hoàn thành nốt phần việc còn dang dở. Điểm khác biệt ở đây là thay vì sạc đầy rồi mới quay trở lại làm thì D6 Connected sẽ có thể tính toán được dung lượng pin cần để có thể làm sạch nốt 50m2 còn lại, và đương nhiên sau đó nó sẽ nhanh chóng quay trở lại vị trí mà nó đã bỏ dở để hoàn tất việc vệ sinh phòng. Ở thời kỳ 4.0 này thì đương nhiên một trong những tính năng cần phải có đó chính là kết nối Wi-Fi và điều khiển tương tác với các thiết bị thông minh như là smartphone chẳng hạn. Thì Neato D6 Connected có thể kết nối với Google Home này hay là Amazon Echo. Các bạn thì cũng có thể cài đặt lịch chạy tự động hoặc là nhận báo cáo kết quả vệ sinh sau mỗi một lần chạy. Robot Neato D6 thì sẽ phù hợp với chung cư có diện tích lớn từ khoảng tầm 80m2 đến 200m2 và cả những căn hộ nhà phố nhiều tầng với tính năng ưu việt lưu 3 bản đồ. Đấy, mày thấy không? Mày thấy cái phương pháp của tao hiệu quả mà anh em chả cần làm gì, văn phòng vẫn gọn gàng thoải mái mà lại có thêm 50% lương đấy á. Các bạn nhớ đó, là nếu như mà các bạn muốn mua thiết bị robot hút bụi Neato, đặc biệt là cái con robot Neato D6 Connected mà mình giới thiệu cho các bạn, thì các bạn hãy click vào đường link dưới. Và nhớ nhá, là mặt hàng này ở Việt Nam thì chỉ có duy nhất Việt Nam Robotics mới phân phối chính hãng mà thôi. Còn bây giờ thì rất nhanh em quẩy rồi đi chơi thôi. Đấy, thấy không? Thời đại 1.0 rồi, làm gì phải có chuyện vất vả quét nhà rộn rẹt bất cả buổi. Chỉ cần một cú chạm tay trên điện thoại thì là văn phòng tự sạch. Tất cả là nhờ có robot hút bụi Neato D6 Connected.